Những người nông dân chúng tôi coi sâm như con ấy, yêu quý, chăm bón, lo lắng cho chúng từng chút một. Nhờ của sâm này, có ăn, có để, con cái được đi học đại học. Bà con tự hào lắm, nhắc đến Kon Tum là nhắc đến cây sâm Ngọc Linh này. Được trồng trên ngọn núi Ngọc Linh quanh năm mát mẻ, loài dược liệu quý báu được coi là quốc bảo này đã đem đến cuộc sống hoàn toàn mới cho người dân huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum. Là thủ phủ trồng sâm của cả nước, nhưng chỉ cách đây 20 năm, mảnh đất trù phú ấy đã từng là mảnh đất cằn khô và bị khai thác tận diệt. Sinh ra trong một gia đình nghèo, sống trên vùng đất có được thiên nhiên ban tặng cho giống cây quý, chàng trai người Xê Đăng, A Sĩ không khỏi đau đáu làm sao để cùng bà con thoát khỏi cảnh đói ăn và thiếu thốn. Có cây sâm đó là bà con không giữ được, bà con đi tìm trên rừng là xong bà con lại bán. Bà con bán thế thì hết cái nguồn ren của sâm Ngọc Linh, thì tôi mới có ý là phải mua lại để mình trồng và giữ được thì nguồn ren của cái sâm Ngọc Linh này. Năm 2000, khi có một doanh nghiệp đến làm ăn trên địa bàn, nhận thấy đây là cơ hội tốt để phát triển giống sâm quý của quê hương và tạo công ăn việc làm cho bà con, A Sĩ bắt đầu đi vận động người dân hợp tác để trồng sâm. Ban đầu rất khó thuyết phục bà con thay đổi vì họ chỉ quen hái lượm. Sau dần, những người theo A Sĩ trồng sâm đều có cuộc sống khấm khá hơn. Từ 3 đến 5 hộ ban đầu, giờ đây đã có gần 300 hộ dân thuộc 3 xã tham gia mô hình liên kết và hợp tác xã. Trước là bà con khó khăn khổ, không có muối bột ngọt, bây giờ thì bán sâm đó lại xây nhà, mua xe cho con cái đi học đi Hàn. Đi trồng sâm vừa có lương, lại được nhận cây sâm giống về trồng. Lần đầu thu hoạch sâm bán được 70 triệu, mừng lắm. Tiền đấy mình gửi ngân hàng để tiết kiệm cho con cái đi học và trang trải cuộc sống. Muốn thành công, bà con phải thay đổi, tức là nét nghĩ, cách làm. Từ tư duy nông dân sang thay đổi kinh tế nông nghiệp, phối hợp lẫn nhau, nhiều người cùng làm. Xuất phát từ cái kinh nghiệm của anh A Sĩ, thì huyện cũng đẩy mạnh thành lập các cái tổ liên kết từ 10 đến 15 hộ góp lại, liên kết với doanh nghiệp, hình thành cái hợp tác xã kiểu mới. Người dân sẽ góp vào cổ phần, rồi trên cơ sở đó tổ chức sản xuất và hợp tác xã sẽ chịu trách nhiệm ở cái khâu đầu ra. Thông qua cái mô hình này đã thay đổi rất lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo. Cái hộ nghèo chiếm từ 70 đến 90%, đã giảm xuống còn từ 30 đến 50%.